Xin chào các bạn, mình là Cáo Công Nghệ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ad Channel. Video hôm nay sẽ dành riêng cho các bạn đang có nhu cầu tìm mua những chiếc điện thoại thông minh chạy Android đến từ thị trường Nhật Bản. Hãy cùng phân tích về những điểm tốt và chưa tốt của những chiếc smartphone Android thuộc thị trường này. Với điểm mạnh về giá bán, những chiếc smartphone thuộc nhà mạng AU hay KDDI từ Nhật thường được bán với giá rất dễ chấp nhận. Nếu như những sản phẩm chính hãng thường có giá bán quá cao dù đi kèm chế độ bảo hành từ nhà sản xuất, còn hàng xách tay quốc tế thì có giá rẻ hơn, từ 1 đến 2 triệu. Thì nay, những sản phẩm đến từ Nhật lại có giá bán còn rẻ hơn cả hàng xách tay. Tại nội địa Nhật, các nhà mạng thường bán ra sản phẩm với mức giá rất ưu ái. Nhìn nhận được tiềm năng về giá bán của thị trường này, nên các thương gia Việt đã nhập về Việt Nam và bán ra với giá rất cạnh tranh. Tiếp đến là cấu hình và chất lượng sản phẩm. Những phiên bản flagship quốc tế khi bán ra tại thị trường Nhật thường có mức giá rẻ nhưng hoàn toàn không bị giảm về cấu hình phần cứng. Về chất lượng gia công sản phẩm, hiện nay đã ngày một nâng cao và có sự cân bằng giữa các thị trường. Nhưng tất nhiên, Made in Japan luôn nhận được sự tin tưởng đến lạ kỳ. Tương tự thị trường châu Âu, hàng hóa ở thị trường Nhật luôn được kiểm tra chất lượng rất kỹ lưỡng, yêu cầu cao hơn về chất lượng khi cùng so sánh với các nước khác trong cùng thị trường châu Á. Tất nhiên, những sản phẩm gia công yếu kém luôn sẽ bị đào thải. Cuối cùng là những biến thể của các sản phẩm khi bán ra tại Nhật. Khác với những phiên bản bán quốc tế, các sản phẩm này khi muốn thâm nhập vào thị trường Nhật Bản thường phải thay đổi một vài chi tiết và trở thành những biến thể mới. Phổ biến nhất là khả năng chống nước, đơn giản chỉ vì người Nhật thích dùng điện thoại khi đang tắm. Một số tăng khả năng dùng thêm thẻ nhớ ngoài, trong khi bản quốc tế lại không. Thậm chí thay cả chất liệu vỏ đến điều chỉnh cả thiết kế. Có thể nói, không mấy ai may mắn như người Nhật về khoản được ưu ái nhiều như thế. Về phía người dùng Việt, nếu đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với hàng nội địa Hàn Quốc, hàng Nhật có những điểm dễ dùng hơn. Rõ ràng là về thiết kế, hàng Nhật không có anten thần thánh như nội địa Hàn. Thêm vào đó, hàng Nhật từ một số nhà mạng như KDDI có thể sử dụng SIM Việt Nam rất dễ dàng, không gặp tình trạng SIM bị mất sóng, không cần phải cài đặt thêm những phần mềm trung gian mà có thể cắm SIM sử dụng ngay. Tuy nhiên thì những sản phẩm tại thị trường này khi mang về Việt Nam cũng gặp phải một vài điểm trừ nhất định. Thường gặp sẽ là về phần mềm bên trong. Đầu tiên chính là việc chậm chạp trong khâu cập nhật hệ điều hành, thậm chí là không nhận được thông báo update cập nhật gì từ hãng. Việc cập nhật hệ điều hành tưởng chừng như không mấy quan trọng, nhưng cá biệt với Android lại là một vấn đề khác. Các phiên bản Android mới mang nhiều nâng cấp về trải nghiệm, người dùng chỉ còn cách tìm đến các bản ROM khúc từ các lập trình viên bên ngoài. Tuy nhiên, cộng đồng lập trình viên cho dòng điện thoại này thực sự không mấy đông đảo. Đó là chưa tính đến nguy cơ hư hỏng máy khi người dùng tự thực hiện mà không có kinh nghiệm. Vì thế, đừng tự thực hiện tại nhà mà hãy mang thiết bị đến cửa hàng nếu có nhu cầu cập nhật. Tiếp đến là vấn đề về ứng dụng có sẵn và hạn chế một vài tính năng. Khi các máy từ thị trường Nhật mang về sẽ có những ứng dụng riêng cho nhà mạng. Đó là những gì mà chúng ta hay gọi là phần mềm rác. Việc xóa những ứng dụng này cũng khá dễ dàng, tuy nhiên không thể xóa bỏ hoàn toàn những phần mềm được tích hợp sâu. Mặt khác, dù không nhiều nhưng một số lỗi nhỏ vẫn hay xảy ra trong quá trình sử dụng, điển hình là việc bị giới hạn không thể sử dụng NFC, v.v. Về tổng thể, đây là những lỗi thực sự không lớn, nhưng xét cho cùng, đây vẫn là chiếc điện thoại được tùy biến dành riêng cho người Nhật sử dụng, đối với người Việt vẫn sẽ có chút bất tiện. Và điểm lo ngại cuối cùng sẽ đến từ nguồn hàng. Nếu bạn là người mua thì đây là vấn đề đáng lo ngại nhất và cũng khó tránh nhất. Những gian thương luôn ở bên ngoài rình rập bởi những cái giá quá sức hấp dẫn. Hãy sáng suốt để tránh được những cái bẫy từ những lời quảng cáo bán sản phẩm với giá quá rẻ. Hàng kém chất lượng, hàng lỗi, hỏng, hàng bị thay thế linh kiện là những gì mà họ mang lại. Lời khuyên cho bạn là hãy tìm đến những cửa hàng lớn, có uy tín, chất lượng và chế độ bảo hành tốt. Câu nói tiền nào của nấy không bao giờ là sai. Và video phân tích những điểm tốt và chưa tốt của những chiếc smartphone Android đến từ thị trường Nhật của mình đến đây là kết thúc. Hãy like nếu bạn thích video, share nếu muốn chia sẻ và subscribe để ủng hộ Ad Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.